Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo là đơn vị chuyên cung cấp các tủ bảng điện vật tư lưới điện trung thế trong giải từ 7,2 đến 40.5 kV. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm đầu cáp quang ngoại trung thế 24 kV trong nhà, trong cho cáp 3 pha trong giải từ 240 đến 300 mm2. Đầu cáp này được đóng gói tại 3M Việt Nam. Các linh kiện sẽ được nhập từ các nước trên thế giới về Việt Nam để đóng gói tại nhà máy trong Đồng Nai. Đây là giải 24 kV 240-300. Mã nó sẽ có ID trong nhà. Size cáp size L. Size L này là 240-300. 4S là 48. Cái 32 này là 3 pha. Bên trong cái hộp đầu cáp này nó sẽ có các cái vật tư chính. Đầu tiên là ba cái ống tay pha con nguội. Cái ống này sẽ là ống size L 48. Tiếp đến nó sẽ có một cái cổ chia pha cáp. Cái cổ chia pha cáp size 240-300 này nó sẽ size 8565. Đây sẽ 8565. Đến nó sẽ có một cái gói vật tư. Bên trong gói này nó sẽ bao gồm cái này là cái ống luồn cáp. Ống cao su. Cái lưới nhựa. Lưới nhựa và đây là cái băng silicon làm kín cái đầu cốt. Đây là ba cái băng cao su lon để làm kín cái đuôi cáp, cộng với mấy cái vật tư phụ như là đai cót to đai cót nhỏ để giữ tiếp địa bằng kẹo đỏ bằng xanh. Đến là có một cái sợi dây tiếp địa, ba sợi dây tiếp địa. Cuối cùng là ba gói chùi cáp, kèm theo đó là cái hướng dẫn lắp đặt. Trên đây là chi tiết các vật tư phụ kiện của hộp đầu cáp ngầm trung thế 24 kV cho giải 240-300 trong nhà của 3M. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nếu thấy hay thì hãy cho chúng tôi một like, một subscribe kênh, ấn chuông thông báo kênh để nhận các video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.